nó làm gì, mục đích của tụi nó là để cho anh đi biến mất khỏi cuộc đời này đó, kiểu vậy đó. Cái app màu đỏ hả? Đúng rồi, đi để cái mặt mọc đi đâu có làm gì. Nó khóc nhẹ. Dạ chị Trương Đan Thủy. Ni không like với Loan hả? Ni like nó nè, nhưng mà Ni nói, nó nói là để Ni kéo nó. Ni kéo nó vô á. Trời ơi, tình nhắn quá trời. Thái Minh, vợ anh Khê đi có vợ anh kia đợi. Vợ nào vậy em? Vợ anh nào vậy? Anh Khê là quê chị đấy em. Rất thích em Hồng Ni nói chuyện rất hay nha. Dạ, cảm ơn chị Hoa Lê. Rồi uống cà phê sữa nữa luôn hả? Lên ký không? Cà phê này không lên ký nha em. Rồi nè, để đi nói. Mày đang like hả? Mày kéo hay tao kéo ra? Xuống vô like mày hả? Sao mày không để tao kéo mày? Vậy hả? Ok. Ôi nhưng mà này mày bắt tao xuống hả? Hay hay bây giờ mày like Khôi Lan, tao cũng like Khôi Lan vậy. Vậy hả? Ok. Tụi nó nói đi cũng không ai tin đâu. Ok, cảm ơn chị Mary Trương. Thì chị biết rồi mà chị, dính vô Loan là thị phi, là coi như là đi suốt vậy đó. Dạo này bé Ni nó còn biết like chứ lúc trước nó không biết luôn. Dạ đúng rồi chị. Hồi trước em không có biết livestream đâu. Em cứ status rồi, em có like rồi cũng ít à. Dạo này sao làm biến giống như dính vô này á. Về hôm bữa mày bị mất liên lạc vậy thế giới hả? Thái Minh, mới về hôm bữa mày bị mất liên lạc. Chắc bị mất liên lạc với kẻ thế giới. Lạc vô thế giới nào á. Về ăn khê đi. Trời ơi, cái gì tức quá mà. Ni chơi bỏ cục lơ là tụi nó càng tức, đúng rồi. Ni nói rồi, Ni không có giải thích đâu. Nói rồi nói, lâu lâu thì Ni có chuyện gì thì Ni lên Ni nói thôi. Ni mắc cười nhất là Kuma Thông á mọi người. Thường thường là Kuma Thông là thường thường á, là Ni sẽ, theo Ni biết á nha, là phải bỏ lên thờ nè, rồi phải cho ăn uống đầy đủ giống như để trên bàn thờ luôn á mọi người. Đâu có kiểu mà để quăng ngóc này ngóc kia được. Trời ơi, còn cái chuyện Ni không có giải thích. Nếu mà chơi được Kuma Thông nha, nhớ chị Ni quá hả, cảm ơn em yêu. Nhớ em yêu sao rồi. Nếu mà chơi được con ma thông mà chơi được á nha mọi người, mà điều khiển được cho cái đám đó nó tự cụng đầu nó chết với nhau là Ni chơi đó. Ni nói thiệt đó, tính Ni không phải như người ta đâu, không có nói là Ni mới giải thích. Chơi được mà nếu mà con ma thông mà điều khiển được cái đám đó mà nó cụng đầu nó chụp đầu á là Ni chơi đó. Trời ơi khổ ghê, nhục. Đúng rồi, ăn rồi tới tối ngày nhục mạ Hồng Loan. Tụi nó hại chị Ni, sau này phước chị Ni lớn lắm, càng ngày càng phát đạt rồi. cảm ơn Hoàng Dung. Mua cá bảy màu phóng xanh đi Ni. Trời ơi, thấy cá bảy màu là đau đầu ngang gì đó. Thấy cá bảy màu là đau đầu ngang. Xuất sắc Giang Trường ơi, xuất sắc cái gì vậy mà xuất sắc cô hả anh hai Giang Trường. Đừng lùa gà nữa gái ơi, nên lẳng lặng chuồng êm đi gái. Ủa em lùa gà gì vậy chị Nguyễn Hiền? Chị Nguyễn Hiền, em lùa gà gì vậy chị? Em đâu có ăn cướp ăn trộm, đâu có đồng sở hữu, đâu có làm chuyện xấu đó mà phải lùa gà chị. Em vẫn hang ngang nhiên em sống gì đó. Cá bảy màu cũng đang xem. Em sinh em bé rồi hả? Cô ma về. Khổ ghê chị ơi, em nói thiệt em đau đầu với cái đám đó luôn á.
À, đóng cửa rồi hả em? Trời ơi, chào đại gia 8.000 tỷ, khổ ghê. Ai mà đồn Ni 8.000 tỷ, Ni không có đại gia đâu mọi người. Ni nghèo, Ni nói như nghèo à. Ni nghèo mà Ni không có đi xin. Thái Minh, sao em không lấy cái nick của em vậy? Em không lấy nick của em hay lấy nick dòng họ em, xem lấy nick của chị vậy? Rồi em vô em comment chị em biết nhục hả? Sao em không hiện nguyên hình ra? Em phải chơi nick thật chứ. Ví dụ em muốn nó xấu chị là em phải dùng nick thật, người ta mới tin em chứ. Sao tụi em cứ dùng nick giả rồi tụi em dẫn dắt dư luận, rồi tụi em nói xấu, tụi em bịa đặt, tụi em vu khống, với ai mà tin tụi em? Ít nhất tụi em muốn người ta tin là phải dùng nick thật. Mình nick thật thì mình nói người ta mới tin. Nick giả đã nick nick giả, giả là ảo, giả là không có thật rồi, làm sao mà người ta tin em được? Mắt xấu nói chuyện mắt nó. Thôi đừng có chửi chị Nguyễn Hiền. Trời ơi chị nghiệp lắm á chị. Chị nói em lù gà là chị nghiệp lắm luôn á. Em không biết em lù gà em làm cái gì nữa. Em lù gà em bán cái gì mà em lù gà? Em đâu có kêu mọi người vô ủng hộ em mua cái gì. Em lừa đảo đó mà em lù gà chị. Lù gà má rồi tất cả con già. Trời ơi, mắt kính màu hồng đâu rồi? Hồi sáng giờ Ni nói thật là mọi người á, là Ni tìm cái app mắt kính màu hồng mà Ni tìm. Đại gia mà không có nhà có xe vậy đại gia dữ chưa? Ừ, không có nhà không có xe luôn á. Ưng thì nói đại gia mà nói tôi không nhà không xe, giờ cuối cùng sao đây? Nguyệt Quang Trí, dạ chào anh Nguyệt Quang Trí, Ni đây. Thủy hả, khỏe em? Chuẩn bị chào chị, chào đón chị nha. Cho xin chút sữa đi. Mấy con về già tốn oxy trái đất quá. Nó thích ăn vịt nấu chao. Trời ơi, cái món đó món em thích đó nha chị Thủy. Chị Đan Thủy, em thích ăn món vịt nấu chao lắm. Món đó là món ruột của em. Nấu chao nó với khoai môn á. Thái Minh sao hay quá, nói quá mà cái nick ảo không để được hình nền. Ghét chị lắm, bây giờ tức chị lắm. Bây giờ giống như là căm chị, cay chị luôn á. Giống như cái chị sắc màu chị cũng cay chị lắm. Bé nghe. Tại biết sao không? Chị không có nói, mà chị nói là chị nói sự thật không à. Chứ còn chị mà chị nói, chị không nói thôi, chị đâu có nói láo nói sượt đâu. Cái gì vậy? Trời ơi, bỏ ít đó thôi Nguyên ơi. Mày bỏ nhiều quá tao ăn chết luôn Sao con à, cái gì cũng đâu á. có đâu. À, đủ đẹp chưa? Thì ăn được chưa? Đây. Nhà chị làm gà hay sao mà biết Ni lùa gà? Chắc kiếp trước mắc nợ bảy màu nên kiếp này theo ám. Ủa, Nguyệt Quang Trí hả? Vậy cái tên của em giống nam á. Haruto Ito. Chị sắc màu ố về. Bà bảy màu tưởng đâu bà có phản động muốn quật Ni với Loan, không ngờ bảy màu bị quật lại. Lùa gà nghiệp lắm đó gái, khổ ghê, không biết là lùa gà kiểu gì nữa. Con cá bảy màu vất vơ vất vưởng không biết miễu nào luôn để cúng. Khổ lắm, tối ngày cứ vậy. Chào Nguyễn Minh Thiện, chào em. Đúng rồi, bên Thái Hoài ngày nào cũng lên nói Hồng Loan quá trời. Thì bây giờ biết làm gì đâu. Kiểu mà càng ngày càng đi đến phút cuối rồi, cũng không có cái bằng chứng gì hết, cũng không làm gì được hết. Cộng đồng mạng thì càng ngày càng yêu thương Loan. Đó, thì nhìn vô người ta biết là sự thật ở đâu ra sự thật rồi, thì không có làm gì, bắt đầu kéo bè kéo phái lên, lâu lâu bắt đầu có nhân vật cái nổi lên, bắt đầu dẫn dắt dư luận, bắt đầu nói trời ơi thao thao bất tuyệt. Mọi người cũng thấy rồi đó, mọi người cũng thấy ngay khúc đầu á. Em chào chị Bích Trâm Nguyễn nha, trời ơi rồng ghé nhà tôm nha, lâu lâu mới thấy chị Bích Trâm Nguyễn dành thời gian vô livestream của em nha. Drama hot nhất thế giới hả? Ai biểu chị Ni vừa giàu vừa tốt chi cho mấy con về? Trời ơi chị không có giàu đâu em ơi, chị có tiếng mà không có miếng, khổ lắm. Cười cái chi đó cô nương Bách Trâm Nguyễn. Mọi người có nhớ video á,
mà nó tự đem Loan ra trước truyền thông không? Chứ con Loan đời này mà nó ra truyền thông đâu. Tự nhiên đi ra nói con nuôi con ruột gì đó, rồi con nhỏ lơ, coi như con nhỏ ngơ ngác luôn, ngơ ngác giữa rừng trời luôn á. Đó, đem nó ra truyền thông chứ bây giờ truyền thông tất cả mọi thứ đều quật ngược lại nó. Chứ đâu phải là con nhỏ tự ra mà tự thông báo, tự ra truyền thông, tự thông báo, tự đem chuyện gia đình ra đâu, không có. Chị niu yêu của lòng em, mày bớt đi Trâm ơi. Ni giữ bình tĩnh không nên tức giận, nói lung tung làm mắc bẫy tụi nó. Ni biết rồi, Ni đâu có nói lung tung đâu. Ni không vào tài khoản 17 số không. Trời ơi, tôi lạy bà. 17 số đâu, 17 số. Nghe lộn rồi đó. Bữa nó thấy tài khoản có 1 triệu 7 đó, mình nó thấy vậy đó. 1 triệu 7 là nhiều lắm rồi đó. Tài khoản của Ni mà 1 triệu 7 là nhiều lắm rồi đó mọi người. Em muốn chơi cúp bế. Trời ơi. À, tối qua em qua nhà chị Hồng Loan, thấy anh Trí Cảnh phát quà từ thiện cho người nghèo. Haruto Ito, ok em. Phan Tuấn Tú, Phan Tuấn Tú, vậy cảm ơn anh. Em ao nha chị. Ok em, sao ao vậy? Cho vài cái hình về kè người ta. Bảy màu giờ chắc phải qua Mã Lai kêu con xăm trổ cho vài cái hình về kè. Chứ không, chứ giờ nói gì cũng bị quật. Ừ, sao cứ nhai suốt vậy biết. Hôm nay Ni như cô gái Huế hả? Ni ở nhà, Ni cài lên vậy đó. Ni không có trang điểm, Ni không có làm tóc hả chị? Lâu lâu mới lên like nè. Ừ, vụ kiện chờ chắc qua Tết đó em ơi. Qua Tết sẽ có kết quả nha. Chị khỏe Vũ ơi, em khỏe không cưng? Sao màn hình ló lóa vậy chị hả? À, anh Tiết Ngô, màn hình ló lóa là do chị xài app đó em. Ni không có tức giận đâu mọi người ơi. Trời ơi, đâu có dễ đâu mà điều khiển Ni được đâu, yên tâm. Có thể là ở ngoài đời á, Ni sẽ là Ni đó. Ở ngoài đời thì nói là Ni phải dùng cái từ là kiểu mình cũng không phải dễ ăn hiếp, cũng để ăn hiếp mình, nhưng mà giờ là đại diện phát ngôn của Loan rồi, cho nên vì đại cuộc có thể là Ni sẽ tiết chế lại hết mọi thứ. Chứ Ni có đâu có lên giả tạo mà thảo mai mà lên để cho mọi người cố tỏ vẻ mình thánh thiện, cố tỏ vẻ mình hiền diệu để mà cho mọi người thương đâu. Cái này nó đúng thôi. Dạ, em chào chị Trần Hằng. Chị đi. Cảm ơn Loan Trầm. Tại vì mình làm những cái chuyện dò cho dù quá khứ mình có làm điều tốt hoặc là điều xấu thì bản thân mỗi người họ đều có một cái tòa án lương tâm tự phán xét. Ví dụ Ni làm điều xấu đi thì mọi người lo gì, ông trời ông diệt Ni liền. Người hại không chết cho trời hại cái là lên đường liền đó. Để Ni đang trộn cơm á mọi người. Cơm này nè, cơm gạo lứt á. Chứ cần gì mà mọi người phải mấy bên đó phải dẫn dắt dư luận rồi nói thế này. Không tin Ni thôi, cái chuyện không tin Ni, cái chuyện đó chuyện của mấy người đó. Còn Loan hay không là quan trọng, là Loan là nhân vật chính á, hoặc là gia đình Loan đó, vợ chồng Loan, hoặc là ít nhất là những người thân cận bên Loan, giống như vợ chồng Linh Tý, Bích Trâm nè, hoặc là Bình Tinh nè, và bây giờ nhất là anh Nguyên Vũ, anh Vũ Luân, hoặc là những người thân cận, hoặc má Tư, những người đó họ đánh giá Ni chứ cần gì phải bên đó. Rồi bây giờ tạo nít lên rồi dẫn dắt rồi tùm lum hết thì mọi người cũng biết rồi đó. Giống như Loan á, ngay từ đầu á mọi người thấy rồi, Loan nó không phải là cái người để mà ra truyền thông đâu, mà nó là bị đem ra truyền thông mà ai ngờ là quật ngược lại đó. Mỗi lần lên livestream á mọi người biết sao Ni không có like nhiều không? Ví dụ có chuyện gì á Ni sẽ lên like. Chẳng hạn như hôm nay á là
bên phía của Loan á, nói chung là Loan giúp đỡ cô bác nhà nông giải cứu khoai lang, thì hôm nay Ni có nói là thôi bây giờ với bạn Hải Triều đó, mọi người cũng thấy rồi đó, bạn Hải Triều cũng lên cũng giải cứu khoai lang đó, thì Loan với bạn Hải Triều và có Ni nữa thì đi lên đi like, hoặc là có chuyện gì quan trọng về pháp lý thì Ni sẽ thông báo cho mọi người để an tâm. Chứ bình thường mà lên nói mong nói cụi này cũng không có lên. Tại vì bây giờ mình không phải là như hồi xưa mà mình lên mình nói rồi bị kích động rồi lên chửi bới là không có. Chứ còn ở ngoài đời thì nó khác nha mọi người. Ví dụ Ni lên livestream nó khác còn ở ngoài đời á. Chẳng lẽ ví dụ như bây giờ lên nói Ni thì tất nhiên là mọi người cũng phải có cái nhìn đúng đắn về cái sự việc rồi. Đã phải lên nói là một người tin đúng không? Và dù nói gì thì phải có bằng chứng, nó phải lên muốn nói gì nó nghe thấy không, mà nghe thấy là nghe như thế nào, phải có bằng chứng chứ. Còn cái chuyện đi sống sao tự bản thân đi biết. Cứ lên dẫn dắt rồi để cho người ta suy nghĩ lệch lạc, rồi để kiểu cứ sợ là bên này người ta thương bên này vậy đó. Người xem bên Loan. Thì mọi người cứ ủng hộ khoai lang nha, ủng hộ khoai lang cho nhà nông nha. Tới 5 tấn được đó mọi người. Cũng tội. Giải cứu giúp nhà nông. Đúng rồi, cái việc sao kê thì cũng phải tiến hành chứ, đâu có quên được đâu. Không sớm muộn gì thì cũng phải tiến hành thôi. Alo, đọc comment đi. Dạ, em đọc đây, chị Hai ạ. Chị cái này chen vô. Ai nghe tụi ve đâu, đúng rồi. Ví dụ muốn nghe nữa thì tất nhiên Ni cũng nói chị gửi đến bên đó thôi. Chẳng hạn như muốn nghe thì ta phải dùng nó thật. Và cái tư cách nữa, có nghĩa là cái tư cách của mình như thế nào. Chứ còn ví dụ như ai cũng có quá khứ đúng không? Không ai hoàn hảo hết. Nhưng quá khứ của mình thì đừng có ăn cắp ăn trộm, đừng có lừa đảo đó, đừng có làm những cái nghề mà mất đạo đức. Hoặc là thứ nhất là đừng có lạng như mấy cái tội mà ấu dâm ấu này ấu kia đó, nó không có đạo đức á. Mình lên mình đứng lên mình đại diện mình nói, không ai nghe đó. Đó là nít thật nha, là đạo đức phải trong sạch đó. Còn đã không nít thật là nít giả, là nói gì cũng như bằng không vậy đó. Diễn viên két két bị cắt vai là bắt đền. Đúng rồi em, chạy lên trên chỗ chỗ cơ quan Phú Nhuận á, là kiện mớm. Nhưng mà kiện thì phải có cơ sở chứ, tự nhiên không cái bị cộng đồng tẩy chay cái lên kiện là sao, đâu phải do mớm đâu. Trời ơi Hai ơi, bà chưa về Việt Nam mà bà cứ giỡn không vậy đó. Sao cái cơm này á hả, cái cơm này nó sao nó dít dít vậy mọi người. Thảo ơi, Thảo đưa số điện thoại cho em đi. 079 300 3678.